Xin chào khán giả, lần đầu tiên được đến với chương trình 24 giờ thư yêu thì Bí Mát cảm thấy rất là hồi hộp. Đối tượng người yêu thì Bí Mát chia sẻ một chút ít về mẫu người yêu của mình. Sẽ là một cô gái cũng khá cao, có một mái tóc dài, mặt mũi thì xinh xắn, nước da thì hơi trắng trắng, na ná giống Bí Mát. Đôi mắt to, tròn, còn đôi môi là cái đôi môi sẽ để lại nhiều ấn tượng nhất. Bí Mát rất thích vừa một chút xíu hiện đại, một chút xíu gọi là nội trợ, là phải vừa có một chút của cái này, một chút của cái kia thì nó mới đủ, và không biết sẽ gặp người đó được hay không nữa. Xin chào khán giả của 24 giờ thử yêu. Mình là Phí Phương Anh và hôm nay mình đến đây để tìm một bạn trai của mình. Đối với con trai cao hay thấp thì Phương Anh không thích con trai nào quá cao hơn mình một cái đầu cả, không quá đô, nhưng mà cũng phải có gì đấy nó rắn giỏi của con trai ở giữa thứ. Mũi cao, mắt một mí hai mí đều được, da rẻ nhẵn thơm. Để mà nói về bộ phận hấp dẫn nhất của đàn ông thì mình thấy đó chính là cánh tay. Và một cái nữa thì hơi tế nhị, nhưng mà cặp mông của các bạn nam cũng rất là gây chú ý với mình. Xin chào quý khán giả, và bây giờ là lúc Bí Mát sẽ vào vai một chàng MC. Một chàng MC. Chắc là sẽ cao lắm, nhưng mà cũng không sao. Điều đó khiến cho Bi cảm thấy rất là càng tăng thêm phần thú vị hơn cho cái ngày hôm nay. Bây giờ là lúc Bi Mát sẽ vào vai một chàng MC. Và đây là nơi chúng ta phải đến. Bắt đầu từ bây giờ là mình đã phải thành một nhân vật MC rồi. Alo, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Khi mà bạn xem lại chương trình này thì bạn sẽ không giận mình. Tại vì đó là định mệnh. Đó là định mệnh. Tới chưa nhỉ? Đây phải không anh trai? Bạn Nam tới chưa? Chào rồi. Hey, chào anh ạ. Xin chào. Mình chuẩn bị xong chưa ta? Dạ em xong rồi. Ok, tại bạn Nam sắp đến rồi đó. À vâng. Yeah, và còn một nhân vật nữa chúng ta sẽ gặp chàng trai ấy tại dưới sảnh nha. Ôi, dưới sảnh em luôn ạ. Cảm giác lúc này của bạn thấy như thế nào? Em thấy hồi hộp quá, ừ. Em không muốn ra khỏi thang máy luôn đi. Không muốn ra luôn đi. Rồi em, đây, sao hết? Không, đã phai rồi. Cũng như những cặp đôi vừa rồi thì ai cũng sẽ có những cái phút hồi hộp lúc đầu hết. Em cũng đừng lo nha. Thế thì con gái đợi như đây. Từ đêm qua thì Phương Anh đã đi ra các cửa hàng quần áo để chọn cho mình những bộ quần áo đẹp nhất, phù hợp nhất với khung cảnh. Rồi mình chọn cách make up như thế nào, mình lên YouTube mình xem những cái cách make up để hẹn hò với bạn trai này. Vào sáng hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị kiểu tóc phù hợp với mình, và mình tự make up nên là mình cũng không dám tự tin lắm. Xin chào các bạn khán giả, ngày hôm nay người nữ, nhân vật nữ chúng ta là một cô bé rất đa tài, và không biết rằng chàng trai của ngày hôm nay sẽ như thế nào đây, nhưng mà theo Đăng nghĩ thì đây cũng là một chàng trai không phải dạng vừa đâu. Và mà em có mong muốn gì cho cái ngày hôm nay không? Em mong muốn hôm nay là một ngày vui vẻ nhất cuộc đời của em. Rồi nha, rồi chuẩn bị, chàng trai chuẩn bị vào nha. Anh em ơi, chuẩn bị anh em ơi. Sao ngại quá, sao ta? Vô đi anh. Anh à? Thế lớn tuổi hơn anh. Bịt mắt lại. Bịt mắt rồi á. Ta. Rồi em có thể mở mắt ra rồi đó. Thiệt á? Ok. Nhưng mà em không muốn mở. Rồi chàng trai đi ra ngoài lại đi ạ. Đã đến đâu? Đây, anh đây. Anh đây. Cái gì? Chào em. Thật anh ấy thật ấy, chứ từ nãy em nghĩ anh là ai? Anh MC hả? Thì anh là MC thì đúng rồi, nhưng mà anh là MC Kim luôn, nhân vật chính ngày hôm nay đó. Đây sẽ là người đồng hành với em. Chào em, anh tên là Bí Mát. Thật á? Thật. Yeah.
có giận anh không? Chứ anh không muốn em giận anh đâu. Không có gì giận hết á. Ok rồi, cảm thấy rất là vui và thú vị nha các bạn. Bi Mát rất thích những người mà con gái có chữ A, nhỏ nhắn xinh xắn. Mình nghĩ là đây là một anh MC theo đúng kịch bản của chương trình, thì đây là ông MC sẽ đến dắt mình ra gặp bạn trai và mình cũng hóng xem bạn trai mình ở đâu, thì mình lúc đấy mình chỉ nghĩ là đây chắc là một ông tơ để kết duyên giữa mình và bạn trai. Xong cuối cùng thì mãi về sau thì mình mới phát hiện ra là đó chính là bạn trai của mình. Vừa mới gặp Phương Anh thì giật có mình, tại vì không nghĩ là Phương Anh lại cao như vậy. Và thật sự khi mà mình hồi sáng Phương Anh mang giày cao á, thì mình nhìn giật mình luôn, mình ôi trời ơi sao mà mình thua Phương Anh cả khúc lận. Nhưng mà may hôm nay Phương Anh mặc giày thể thao cho nên là mình vẫn nhỉnh hơn Phương Anh được 1 cm. Anh sẽ tặng em một món quà và anh mong rằng chúng ta ngày hôm nay sẽ có một chuyến đi chơi với nhau thật là vui. Yeah, tặng em. Em tặng anh, rồi sau này em sẽ giải thích sau. Trời ơi, tôi thấy là thấy nặng hơn rồi đó, thấy nặng hơn của tôi rồi đó các bạn. Thôi bây giờ mở ra trước đi, em có thể mở rồi đó. Ok. Ôi. Ôi, kem chống nặng, như kiểu mình tiên tri được luôn ý. Theo mình nghĩ thì các bạn nam luôn luôn nghĩ là các bạn nữ sẽ rất là dễ thương như kiểu bông hay là mỹ phẩm nữa, là một cái vấn đề rất là thích của phụ nữ. Kem chống nắng, hiệu bao nắng. Đây, giờ tới phần của Bi. Oh wow. Đó là một quyển sách. Yeah. Em cũng đã đọc rồi. Không sao, không sao, không sao, không sao. Sách là phải truyền tay nhau em à. Đây nó tên là Quẳng Gánh Lo Đi Và Sống Vui. Đây, một cái slogan rất ok luôn. Cảm ơn em về quyển sách này. Khi mà ở trên xe thì chú mình có nói chuyện rất nhiều với nhau. Và mình cảm thấy là anh ấy cũng có một cái cuộc sống cũng khá giống mình, kể cả về nghề nghiệp và cái tính cách thì cũng có một cái phần gì đấy nó cũng có điểm chung với mình, cũng có một cái số sở thích nó cũng giống nhau. Và anh ý là một người chắc chắn là cũng khá là bad boy, nhưng mà bề ngoài mình lại khi mà tiếp xúc ý, thì mình lại cảm thấy rất là nice, rất là tử tế, và mình cảm thấy là rất là có cảm tình. Có một cái năng lượng trong người của Phương Anh nó truyền qua luôn cho Bi. Và khi mà hai nguồn năng lượng, ngay bản thân Bi cũng là một người rất là nhiều năng lượng, mà hai người cùng nhau có nhiều cái năng lượng thì mình cảm thấy là hợp ấy, hợp, và mình chắc chắn là mình sẽ có những cái hoạt động cùng với nhau vui ấy, nó sẽ không bị cái gượng gượng, cái ngỡ ngỡ của hai người mới gặp nhau. Chúng ta đã đến nơi ghi lại những kỷ niệm rồi. Ta sẽ chơi gì đây? Đây, bây giờ để đi qua bên kia tí, anh sẽ đọc tiếp những cái chặng hành trình tiếp theo nha. Nhiệm vụ 1, tại địa điểm đây là khu du lịch Tre Việt, và chúng ta hãy tìm đến trò chơi sông nước, cùng nhau chèo thuyền, chụp hình đôi. Yêu cầu là thân mật như yêu nhau, có thể các kiểu hài hước. Yes. Hiểu ý quá. Nhiều quá. Vậy nó mới không nắng. Đúng rồi, phải dày lên em ơi. Anh không muốn em đi với anh mà giày đen đâu. Nắng vô. Trời. Xích cái cỏ lại kìa. Chẳng. Em ngứa lên, ngứa lên. Rồi mà bây giờ chúng ta lên đường. Ui. Có vẻ đi hơi xa nha. Từ từ bình tĩnh. Từ từ nha. Rồi. Từ từ nha, rồi. Em hiểu cái sao anh kia. Rồi. Cái kia là mình có. Ôi, ôi. Có khi nào là không nhờ. Không sao, không sao. Sao? Không thấy sao? Em hay cảm. Có con gì đâu? Kìa, nó là mơ gì? Có là con gì đấy? Hai người mình yêu nhau, mình lên trên đây, mình đứng, mình nhận nắng thì còn ngó gì nữa. Ủa, hôm nay xài thơm nước hoa gì mà thơm đó nha. Em á? Ừ. Có hả?
Có. Bán hết mùi rồi. Có. Anh thính lắm, tại thích cái đó lắm. Thích unisex. Mà là gỗ. Em thích gỗ cực. Trong cái lúc mà lên trên thuyền á, thì đối với Phương Anh thì Bimax cũng không cần gọi là quá khó khăn để bắt chuyện, tại vì Phương Anh rất là dễ thương, rất là hòa đồng với mình. Dẫn câu chuyện nào thì Phương Anh luôn gọi là theo cái câu chuyện đó cùng với mình, và kiếm theo kiểu như hai bên cùng nhau tích góp những cái câu chuyện thật sự nó thú vị hơn. Khi mà bắt đầu thử thách chèo thuyền thì mình cảm thấy là cả hai đã rất là tâm đầu hợp ý với nhau, và anh ấy và mình cũng chèo được một quãng thuyền rất là xa, và có anh ấy còn biết rất là nhiều cái trò chơi nữa, và anh ấy còn quay cho mình một cái vòng thúng chóng cả mặt luôn, và mình cảm thấy là ôi hơi chóng mặt, nhưng mà anh nghĩ là ơ sao anh khỏe thế ạ. Ngày hôm nay được những cái trải nghiệm cùng Phương Anh thì đến bây giờ, đến tận bây giờ thì không biết sao lát nữa sẽ như thế nào, nhưng mà đến bây giờ thì cảm thấy rất là vui. Một cái cảm giác hoàn toàn khác, tại vì có thể là mình mặc định, mình mong muốn mình sẽ được gặp một cô gái như thế này, thế này, thế này. Nhưng mà thật sự khi mà mình gặp Phương Anh thì Phương Anh lại là một cô gái biết cách để lại ấn tượng cho Bi. Và Bi cũng cảm thấy rất là vui khi mà được đi chơi với Phương Anh trong ngày hôm nay. Chèo thuyền chụp ảnh đôi có rồi nha. Ừ. Đang quay bạn ơi, bạn trai trước là bao lâu? Nửa năm á. Ừ. Bạn người bạn Hà Nội đúng không em? Ừ. Nói bình thường quen bạn trai là bà bố mẹ có biết không? Có chứ. Anh quen anh cũng là bố mẹ mà. Ồ, thế quá tốt. Nếu mà quen mà lâu trên một năm ai anh cũng dẫn về nhà hết. Thường em dẫn về là ôi trời ơi, mấy dì dẫn đi ăn, đi uống, đi chơi, nhỏ lúc nào cũng thủi thủi mấy dì cháu thôi, không mà còn con trai ở nhà. Nhiều khi anh cũng ở nhà luôn. Chỉ để mấy dì đi dẫn đi chơi, để mấy dì tự tiếp xúc thôi. Mà dẫn về xong cái sau này cái có việc chia tay xong mấy dì khóc, mấy dì kiểu mấy dì khóc quá. Khóc mà kiểu buồn á. Kiểu ủa sao vậy, thôi bé nó vậy mà mày tại sao lại mày đúng không? Có là con đâu, tại con hết duyên rồi. Duyên gì chứ, đi vào nơi nọ, vui lắm. Tại sau này mấy bạn nó cũng lâu lâu hay hỏi thăm cái gì á. Nhanh, quen bao nhiêu bạn, khoảng bao nhiêu bạn? Ba đúng không? Ba. Dài nhất bao nhiêu luôn? Thì cứ hai năm. Ôi, ngồi á. Nghe thật á. Em thử tự nhiên là tình yêu hai năm. Hai năm thì nó sẽ có những cái cảm xúc, nó sẽ có những cái cảm xúc, ví dụ như là nó chuyển đổi, ví dụ như một năm thì nó còn rất là kháng khích, nó mà thì qua năm thứ sau thì nó vẫn mặn mà, nhưng nó sẽ chuyển ra một cái khác, mình sẽ có phải hy sinh nhiều hơn cho nhau. Kiểu như là chồng ấy nhỉ? Gần đến vậy thôi, vợ chồng thì nghĩ không phải lâu hơn nữa. Chứ nhiều người mới ở hai năm với nhau thôi là... À, một người thôi. Anh thật sự là rất là ngưỡng mộ những người mà họ quen nhau một lần xong cái cưới luôn. Khó. Giỏi thật. Mình có biết anh ý khi mà anh ý tham gia chương trình Gia đình là số 1, nhưng mà mình chỉ xem một vài phân đoạn thôi và cảm thấy anh ý cũng trông khá là vui và đẹp trai. Yeah, oh wow.
rất là ngại. Nhưng mà với Phương Anh thì mình lại cảm thấy rất là thoải mái. Tại vì ngay cảnh lúc đầu Phương Anh đã cho mình có một cái cảm giác rất là vui. Nhưng mà đối với Phương Anh thì Phương Anh cũng thật sự cũng không ngại gì đâu. Nhưng mà con gái thì đương nhiên người ta sẽ phải có một cái chút chút xíu gì đó. Và cái điều đó sẽ khiến cho bản thân Bi và mọi người rằng con trai người ta sẽ cảm thấy thú vị đấy. Sau khi tham gia các trò chơi như là bơi lội này và anh ấy còn dạy bơi cho mình thì mình cảm thấy là anh ấy là một người biết rất nhiều các trò chơi này, biết rất nhiều cái môn thể thao nữa. Nhưng mà mình cảm thấy đây sẽ là một người rất là thông thái. Đối với BeMart hiện tại bây giờ thì nó mới chỉ ở một cái mức độ là anh em, bạn bè. Hồi nãy các bạn thấy hồ bơi là BeMart với Phương Anh là chơi trò bún tôm cá và người nào thua sẽ phải hôn người kia. Và Bi cảm thấy cái việc đó mình cảm thấy thoải mái với Phương Anh. Nếu mà họ hứng thú hay không thì BeMart có. Sau khi chơi tất cả các trò chơi đến thời điểm hiện tại thì trên thang điểm 10 thì em sẽ đánh giá bạn trai mình khoảng 7 đến 8 điểm. Tại vì anh cũng đẹp trai, anh cũng khá là thông minh, biết nhiều trò chơi. Nên mình sẽ chấm đến khoảng 7 đến 8 điểm. Còn 3 đến 2 điểm còn lại thì mình mong đợi nhiều hơn vào sự ga lăng của anh ấy. Rồi, chúng ta bắt đầu mở trang tiếp theo của cuốn nhật ký 24 giờ thử yêu. Nhiệm vụ thứ hai, nấu ăn. Yes, đây cũng là lúc anh đang đói. Hai bạn sẽ cùng thực hiện bánh xèo và gỏi cuốn. Đố em biết cái việc đầu tiên bây giờ mình phải làm là cái gì? Ngồi xuống. Bây giờ em ngồi xuống đi, anh sẽ đi nhóm củi. Về khuyết điểm thì mình có thể nói về tính đi. Là BeMart rất là xấu đói. Sau đó là khi mà mình đói thì mình sẽ rất là bực mình, rất là nóng tính. Rất là khó chịu. Và đó là cái mà mình đang cố gắng để mình thay đổi từ từ. Sở thích ăn uống của Phương Anh thì Phương Anh thích ăn đồ Việt Nam nhất. Mặc dù đi rất nhiều nơi rồi nhưng mà mình vẫn chỉ thích ăn đồ ăn của Việt Nam. Và mình sẽ thích ăn những hàng quán vỉa hè một chút. Từ từ em, chị ăn đấy. Đúng rồi, cho nó quay học tròn luôn. Đúng rồi. Em tôi gắt quá nè. Từ từ còn phải bỏ tôm nữa nhá. À chết quên đấy. Để mà phục vụ cho thử thách tiếp theo thì mình là con gái thì mình sẽ nội trợ, đảm đang. Thì mình sẽ trổ tài cho anh ấy biết là mình sẽ rất là khéo léo và đảm đang. Thì có khi anh ấy chấm cho mình cao điểm hơn. Em biết ăn bánh xèo mà đúng không? Em ăn thì em biết. Còn làm là đứng luôn. Hay là mặc cái áo này cơ. Trời ơi, tình cảm quá đi nè. Trời ơi. Qua cái hoạt động nấu ăn vừa rồi thì trước mắt là cô ấy cũng là một người biết nấu ăn ấy. Biết nấu ăn thôi. Nhưng mà tại vì cái món ngày hôm nay là nó cũng hơi là khó. Cũng không phải là làm một lần là được liền. Cũng phải là phải trải qua nhiều lần để mới có kinh nghiệm được. Rồi mình sẽ ăn toàn thịt với tôm thôi. Rồi. Nó có một cái gì đó sai công thức nhẹ. Nó sai ở cái bột. Sai ở cái bột. Chứ phải tại mình đúng không? Ừ. Tại mình đâu biết làm đâu mà tại mình không biết không được tội. Cái nhiệm vụ nấu ăn thì mình mong chờ là một người đàn ông hoàn hảo thì biết cả nấu ăn nữa. Nên là mong là anh ấy sẽ biết nấu ăn một chút, kéo tay một chút và ga lăng hơn một chút để mình có thể cho anh ấy 10 điểm. Nghe bản thân Bi vô bị đổ bánh xèo thì cũng không hiểu sao mà người ta đổ bánh xèo nó tròn và nó rất là mỏng, rất là ngon. Mình đổ vô thì nó lại nó thành một cục như vậy. Thì chắc là tại đó chắc là có một chút xíu muối, bỏ muối vô cho nên là nó bị đóng lại như vậy. Nhưng mà nói về Phương Anh thì cũng khá là khéo, cũng rất là biết, cũng rất là lanh lợi. Có thể là nếu mà mình không có cái này thì mình cô ấy vẫn có thể rất là thông minh, có thể suy nghĩ ra được một cái cách khác để mà mình thay cho cái công việc mà mình đang bị thiếu. Cái này cũng ngon không? Này là cục, này là cục bị béo phì nè. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước bao nhiêu. Mộng và hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tấm lều tình. Mai có em và anh. Tuy là hai đứa làm món ăn cho nhau cũng hơi mắc cười. Còn gỏi cuốn thì không hiểu gỏi cuốn là cái gì mà nó vừa có bún mà nó vừa có củ sắn mà vẫn có thể cuộn thành một cái cục to như vậy ăn xong. Thì đối với BeMart, cái cuộn vừa rồi nãy Phương Anh làm cho BeMart thì chắc là nó cũng là một trong những cái cuộn trên đầu ngón tay cuộc đời mình sẽ không bao giờ có thể nào mà quên được cái cuộn đó. Và chắc là từ đây chứ gì sao ít nhất là cũng phải 3 tháng nữa thì BeMart mới dám ăn được một cái món gỏi cuốn hoặc là bò bía nó giống vậy được. Ăn cái cuốn nó xong mà đầy chất lượng. Tại vì tình cảm cho nó quá nhiều, các bạn hiểu không? Là vừa có tôm, có thịt, có bún, có rau, có hẹ. Rồi nó cuộn là một cái cuộn rồi xong mình chấm nước mắm mình ăn nó ú cha.
nhìn cái mặt tôi đi là biết tôi đang rất là đầy ắp ở trong cái cuốn gỏi cuốn đó luôn rồi. Trong thử thách nấu ăn này thì mình quá là nhiều khiếm khuyết, tại vì cũng một phần là do mình chưa từng nấu các món đó nên là mình không biết cái công thức nấu bánh xèo như thế nào. Còn mình đảm bảo 100% là các món khác thì mình nấu rất là ngon. Nói chung là Mỹ Mắc khá rất là dễ thương và mình cảm thấy là cũng rất là đảm đang, và đặc biệt là cắt hành rất là chuẩn, từng cm một, nội trợ cực kỳ giỏi. Đúng rồi. Sao chứ? Wow. Chị ơi, view sông Hồ. Từ sáng tới giờ đi chơi rồi hoạt động rồi thì em có nhận xét gì, em có cảm nhận gì? Cảm nhận gì anh á? Ừ. Cảm nhận gì? Nói thiệt nha, không có gì ngại nha. Để anh còn biết cái gì mốt anh còn sửa chứ không là anh nhảy xuống sông đó. Thì thôi anh nhảy đi. Mà nhảy anh làm em theo. Tỏi thật nha. Ừ. Anh không quan tâm em, không quan tâm em. Không quan tâm em nhiều lắm đúng không? Đúng rồi, không quan tâm em chả ra lăng gì cả. Ok, anh chấp nhận. Đôi lúc hơi bơ phờ. Chấp nhận. Ở nhà em nói là mình hơi không quan tâm cho lắm. Ừ, quan tâm gì cả. Có. Đúng anh không? Cảm nhận. Thừa nhận có. Đi. Thừa nhận, rõ ràng. Có thể là mình chưa có thật sự sâu. Ừ. Nhưng phải nhiều thời gian hơn. Nhưng mà ga lăng là anh vẫn... Anh vẫn thấy anh ga lăng hơn. Không ga lăng. Anh không thấy anh ga lăng. Anh vẫn thấy anh có mà không đáng bao nhiêu cả. Tại vì nếu mà mình để ý nhiều hơn nữa, mình quan tâm em, mình tập trung em nhiều hơn nữa thì anh nhưng nghĩ là sẽ còn rất là nhiều. Thực sự nhá, là... em lại không thích ga lăng quá. Ga lăng quá thì nó lại bị giả tạo. Ok, anh vẫn... Anh hiểu không? Hiểu. Rồi, ok. Anh hiểu mà. Anh hiền. Đúng rồi. À, còn anh thì... Anh ưu điểm em thì không nhiều. Em nhiều khuyết điểm lắm đấy. Quăng xuống sông bây giờ. Mày, yêu đương kiểu gì con người ta xuống sông quá chứ. Cứ cười miếng thôi, khuyết điểm đâu. Đây chả có gì cả, cả ít thôi. Ví dụ như là đôi lúc nó ưu điểm trước nhá thì dễ thương nè. Hòa đồng nè. Biết cách nói chuyện nè, biết điều. Còn ưu khuyết điểm thì anh cũng không có dùng từ khuyết điểm, anh chỉ còn thiếu ưu điểm thôi chứ không có dùng khuyết điểm nha. Thì chắc là cái này phải từng trải chút xíu. Sau này khi từng trải chút xíu nữa thì em sẽ tinh tế hơn. Tiếp đây thì mình sẽ hiểu được nhiều hơn về tính cách của Mỹ Mắc, tại vì bây giờ mình đã thấy là khá là tốt và hoàn hảo theo cái lý tưởng của mình. Bây giờ mình cần tìm ra một số cái điểm xấu nữa để mình có thể đi đến cái quyết định cuối cùng của mình, tại vì bây giờ quá nhiều cái điều tốt đẹp tiếp xuất hiện trước mặt mình nên mình rất là khó đoán với Mỹ Mắc. Mình đang cần một số tình huống nào đó mà nó khiến cho mình thấy được cái tính cách thật nhất của bạn ấy. Chứ tự nhiên sao đi bơi xong cái vô gặp em, anh nhìn em không nhìn anh. Em cứ đâu liếc đâu á. Lúc đó em đang tập trung một cái vấn đề khác, không có tập trung chỗ nào kia. Có đôi lúc anh nhìn em, anh để ý coi em có nhìn anh không á? Ánh mắt của em như thế nào khi mà người ta thương nhau đi. Những cái lúc đó là cái lúc mà cái người yêu của mình, người ta sẽ nhìn vào đấy, à yêu mình nhiều hơn. Là lúc mình thoải mái luôn, mình là mình. Mình không còn phải phản xạ hay là mình không còn phải tương tác với bất cứ nhân vật nào hết, thì mình phải là mình thôi. Thật sự là vẫn được, vẫn là một cái điều mà mình vẫn có thể bỏ qua được, tại vì những cái ưu điểm nó vẫn nhiều hơn và mình vẫn có thể tiếp tục với mối quan hệ, là có thể là biết đâu đó mình vẫn có thể đó là một người yêu của mình trong tương lai thì sao. Nào bây giờ chúng ta tiếp tục với nhiệm vụ thứ ba của ngày hôm nay. Hai bạn sẽ cùng tham gia trò chơi vòng xoay tình yêu. Một, hai, ba. Anh rút kinh nghiệm liền. Tát yêu là anh sẽ được tát em á? Đúng. Anh yêu là anh yêu cho roi cho giọt á nha. Ôi thiệt à? Yêu quá còn gì nữa. Yêu nhỏ chung với cái cú mình lắm. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Ừ. Mày không ra cái khác cái búa hay sao? Ghê.
Trời ơi, cảm giác này tôi cũng thích đâu nha. Dạ. Mẹ ơi, bánh của em cứ sơ cái nhỉ. Cho em ly sinh tố đi ạ. Cảm ơn. Nước của em hơi lâu ấy. Dạ, yeah, cho em một xin một đoạn nhạc nữa. Anh có đếm phút đó nha. Nãy mới có 10 giây thôi. Bây giờ mình cứ ráng cục khích ở dưới đây. Ây dạ, rồi. Bây giờ dạ, ôi trời đảo quá. Đảo quá đúng không? Phẹ. Thôi bây giờ tới cứ người vậy đi. Ok. Tôi xì vậy cho nó lâu nè. Mà là một cái đầu thôi. Sai khiến đối phương làm việc mà mình thích. Mình xếp một kia đi, mát xà đầu cho anh đi. Mẹ ơi. Ôi xời. Ôi xời ơi. Wow, bắt đầu chị. Ôi xời ơi. Bình thường em đi gọi đầu người ta có mát xà cho em sao? À, đúng rồi. Người ta thấy. Trời ơi, nó đã gì đâu. Với một cô gái xinh như vậy, rất là biết điều, rất là dễ thương, rất là hòa đồng, đến bây giờ thì mình cảm thấy rất là ok. Đó rồi xong. Tức là ai bị hôn? Em. Em bị hôn. Úi giời. Anh đến em anh. Hôn 1000 cái. Khoe một tấm hình nè, đó, khoe một tấm hình để chứng minh vậy thì thành công. Ôi, đây là hồi hình cấp mấy nhỉ? Có nhiều hình lắm nhưng mà anh chỉ có lưu hình hồi nhỏ thôi. Nè, đó, hình đó đi học lụm anh chưa? Như này á? Ừ. Mang uống, có. Đây như ba người khác nhau ấy à? Ơi. Ôi, trông quả tóc này dã man ấy. Gắt chưa, từ. Mẹ em mà. Tức là em vẽ lên hay là anh vẽ lên? Em vẽ anh. Thế hả? Rồi, vẽ lên mặt rồi. Wow. Cái này nghĩ sao nhá. Wow. Em sẽ thấy anh xinh luôn. Mắt hồng. Ôi xô. Ghê. Gác đấy. Thêm một cái nữa đi. Ghê, ở thanh lô quá nha. Sai trong. Cúp biển dùng Caribe. Đến thời điểm này thì mình thấy Bimax là một người khá là cũng gần như là hoàn hảo theo cái lý tưởng của mình rồi, nhưng mà mình vẫn phải tìm hiểu kỹ hơn tại vì chỉ có mấy tiếng trôi qua. Nhưng mà mình cảm giác là Bimax đã tăng điểm hơn trong mình rồi đấy.